Chào các bạn, xuất hiện từ thời xa xưa trong các nền văn minh cổ đại với biểu tượng của sự tinh tế, và cho đến ngày nay, nước hoa vẫn luôn là thứ mà các chị em phụ nữ cùng các đấng mày râu mê mẩn, coi nó là món đồ không thể thiếu trong tủ đồ. Nước hoa được tạo thành từ một hỗn hợp bao gồm chất tạo mùi, chất thơm, chất lưu hương cùng dung môi hòa tan. Dung dịch này được dùng để tạo mùi hương cho cơ thể người, vật dụng không gian, mang đến hương thơm dễ chịu, thư giãn. Trải qua hàng ngàn năm nghiên cứu, phát triển thì những mùi hương nước hoa được yêu thích dường như không thay đổi, nhưng nguyên liệu cũng như cách thức tạo nên mùi hương đã thay đổi khá nhiều. Theo thành phần hóa học thì nước hoa chứa 3 thành phần chính là tinh dầu, nước nã và alcohol. Tinh dầu được tổng hợp từ quá trình chưng cất tách ra bằng hóa học từ hoa, trái cây, dược thảo, gỗ, nhựa cây, xạ hương hoặc hương liệu. Bất cứ loại nước hoa nào cũng có 3 lớp đỉnh, giữa và nền. Trước khi có thể tạo ra nước hoa, đầu tiên phải thu được các chất tạo mùi được sử dụng trong các chế phẩm nước hoa khác nhau. Chọn mùi hương. Các loại cây cỏ, hoa lá là những thành phần đã được sử dụng từ rất lâu để tổng hợp tinh dầu. Chúng ta thường bắt gặp các thành phần quen thuộc như vỏ quế, cam, quýt, bưởi, chanh, hoa nhài, hoa hồng. Các mùi hương từ động vật như xạ hương, hải ly hương, long diên hương từ ruột cá voi. Các chất này tạo hương thơm, ổn định mùi và giữ mùi lâu hơn. Mỗi một thành phần hương liệu có những đặc tính riêng, khi kết hợp lại với nhau sẽ tạo nên mùi hương đặc trưng của một loại nước hoa nhất định. Những hương liệu thô được đem về phơi, sấy, lọc tạp chất và giai đoạn quan trọng nhất là chiết xuất và tinh chế nó. Tùy thuộc vào từng loại nguyên liệu mà có những phương pháp sản xuất riêng sao cho hiệu quả nhất. Sau khi đã hoàn thành các khâu chuẩn bị, tiếp đến là 5 bước để hoàn thành. 1. Phương pháp ép lấy nước. Vỏ trái cây ép lấy chất lỏng để lăng xuống rồi đem lọc qua giấy ướt nhằm tách riêng nước và tinh dầu trong. Phương pháp ép lạnh phù hợp với các loại cam, chanh, quýt nhằm giữ được hương thơm tươi mát của chúng. 2. Phương pháp chưng cất. Cách này dùng cho các nguyên liệu rắn như gỗ thơm, vỏ thân cây. Cách này giúp tinh dầu được tách ra khỏi bã. Nguyên liệu chọn lọc được đun lên cùng với nước. Hơi nước mang theo hương thơm rồi ngưng tụ trong ống nghiệm Florentine. Sau thời gian chắt lọc nước, tách ra khỏi những nguyên tố thơm gọi là dầu thơm. 3. Phương pháp tách hương liệu. Cách này được sử dụng phổ biến trước đây, còn bây giờ thì không còn được áp dụng nữa. Cách này sẽ chiết xuất tinh dầu từ những bông hoa nhỏ như cam, nhài. Cánh hoa được xếp thành một lớp mỏng lên mặt kính đã được phủ một lớp mỡ động vật. Sau khoảng 48 giờ, hoa héo dần, cùng với đó là tinh dầu hoa được bão hòa vào trong lớp phô mát bên dưới. Hỗn hợp này được làm sạch với rượu nguyên chất, nhờ sót tạt, tinh chất trở nên tinh khiết hơn và hoàn toàn không có tạp chất. Hiện tại, con người đã dùng phương pháp trích ni sử dụng CO2 siêu tới hạn giúp tối ưu việc chiết tách hơn. 4. Phương pháp chiết xuất. Khi dung môi bao gồm mỡ lạnh, ethanol, carbon dioxide hòa lẫn vào trong nguyên liệu thực vật được đun nóng, nó sẽ hút hết các chất mang hương của nguyên liệu. Quá trình bốc hơi giúp loại bỏ những chất không cần thiết như cồn, mỡ, sáp. Phần còn lại là những gì tinh túy nhất cần cho pha chế nước hoa. Sau đó đem trộn. Tinh dầu được lấy sau khi chiết xuất, đem trộn lại với nhau và cùng với cồn. Tỷ lệ cồn tùy thuộc vào mục đích và tỷ lệ tinh dầu muốn có trong nước hoa. Hầu hết nước hoa tốt nhất đều có tỷ lệ tinh dầu cao nhất, lên đến 20-30%. Nước hoa hàng hiệu cao cấp cũng có tỷ lệ tinh dầu cao hơn loại bình dân và mức độ lưu hương cũng cao hơn. Bước cuối cùng, hóa già. Hỗn hợp trộn được hóa già từ vài tháng cho đến vài năm. Người ta chỉ dừng quá trình này khi mẫu thử đã đạt tiêu chuẩn. Quá trình sản xuất nước hoa là một quá trình phức tạp, đòi hỏi sự kỹ lưỡng trong từng khâu để đem lại chất lượng nước hoa tốt nhất, mùi hương ưng ý nhất. Hương thơm như một phép màu, giúp ta quên đi buồn bã để trở nên vui tươi, giúp những người năng động càng thêm tự tin, giúp một cô gái đẹp thêm phần quyến rũ. Hãy sống lạc quan và tận hưởng những điều tuyệt vời mà con người đã tạo ra nhé.